nhấn đăng ký kênh 23 để được 100.000 sub nhé. Chào mọi người, mình là Kỳ Anh đến từ 23 Creative và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của series Góc nhìn 23. Nếu phải chọn ra một thông tin khiến cho cộng đồng game thủ phải xôn xao trong những ngày vừa qua thì có lẽ đó là những tình hình mới nhất của đại dịch Covid-19 cũng như là một dự án hoàn toàn mới của Riot Games mang tên Project A. Project A hay mới đây đã có cái tên chính thức là Valorant, sắp sửa được ra mắt và đang trong quá trình hoàn thiện dần dần. Những tựa game của Riot khi ra đời thì thường đem theo rất là nhiều những tranh cãi. Vậy thì trong tập này hãy cùng một mình bàn luận một chút về Riot Games, một trong những kỳ phùng địch thủ lớn nhất của những Valve hay là Blizzard nha. Ok, let's go! Vào đầu tháng 3 vừa qua, Riot Games đã chính thức công bố trailer cho tựa game tiếp theo của mình. Với tên gọi Valorant, không ngoài dự đoán của giới tạo tin thì đây chính là Project A được Riot hé lộ vào năm ngoái. Vẫn là một tựa game bắn súng như những thông tin đầu tiên được tung ra, Valorant có thể xem là một bước đi có tính cách mạng đối với Riot Games, một hãng phát hành xưa nay vốn nổi tiếng với dòng game MOBA. Đồng thời thì những clip gameplay đầu tiên của Valorant cũng đã được leak ra ngoài. Qua đó, chúng ta có thể thấy được phần nào cách thức mà tựa game này vận hành. Vẫn là góc nhìn thứ nhất nhưng sẽ không chỉ có dao súng hay lựu đạn. Thêm vào đó, các nhân vật trong game sẽ có những skill đặc thù, một điều sẽ khiến người ta dễ liên tưởng tới Overwatch của Blizzard. Tuy nhiên, khác với lối di chuyển ảo diệu của Overwatch, nơi chứa toàn là dị nhân người máy các kiểu, thì Valorant chân phương hơn với các nhân vật có vẻ vẫn còn là con người. So sánh vui như vậy, nhưng qua đó có thể thấy, nhịp độ trận đấu của Valorant sẽ tương đồng với các game bắn súng như CSGO hay phần nào là Rainbow Six Siege, chứ không quá chóng mặt như ở Overwatch. Và cuối cùng, thêm một thông tin vô cùng đáng giá nữa đã được hé lộ về đứa con mới của Riot Games, đó chính là cấu hình yêu cầu cho tựa game này. Theo đó, để có thể trải nghiệm được Valorant, bạn chỉ cần một dàn máy với cấu hình bao gồm CPU Intel i3-370M và nền tảng đồ họa card onboard được tích cùng với con chip này là Intel HD 3000. Còn để chơi ở tiêu chuẩn eSport với thiết lập đồ họa 144 headset đổ lên thì bạn cần một nâng cấp cao hơn chút xíu, Intel Core i5-4460 cùng với một chiếc card đồ họa hết sức quen thuộc là GTX 1050 Ti. Đến đây thì xin phép được dừng lại một chút. Wow, năm nay là năm 2020 và một trò chơi được tạo ra bởi một trong những hãng game hot nhất thời điểm hiện tại được kỳ vọng trở thành bom tấn của cả nền công nghiệp mình lại sở hữu một cấu hình nhẹ đến đáng kinh ngạc như vậy. Để cho các bạn dễ hình dung thì cấu hình tối thiểu ở trên với Core i3 và HD 3000 là setup phổ biến cho các dàn máy tính văn phòng để có thể gõ văn bản, làm bảng tính Excel, PowerPoint thuyết trình các thứ. Còn một khi bạn đã muốn chơi game thì gần như ai cũng sẽ tư vấn rằng hãy mua lấy một chiếc card đồ họa rồi. Chí ít cũng là một con hàng nổi tiếng trong giới game thủ sinh viên bao lâu nay, GTX 1050 Ti với hiệu năng và giá cả quá hợp lý cho những anh em còn hạn chế về kinh tế. Ấy vậy mà chỉ cần thế thôi đã có thể chơi Valorant ở mức max setting. Như vậy, có thể xem Valorant nặng tương đương với CSGO, một tựa game đã có tuổi đời gần chục năm, và CSGO rõ ràng có tiêu chuẩn đồ họa đơn giản hơn so với Valorant, ít nhất là không có một yếu tố ngốn phần cứng tương đối lớn là các hiệu ứng kỹ năng màu mè. Nhưng nói như thế không có nghĩa là CSGO xấu, mà ngược lại, từ khi được ra đời vào năm 2012 cho đến tận ngày nay thì thương hiệu FPS của Valve vẫn luôn được xem là chuẩn mực của thể loại này về mặt đồ họa, không quá cầu kỳ và hào nhoáng, thay vào đó, đồ họa của CSGO đi vào chi tiết và tạo ra một độ mướt mắt rất lôi cuốn. Điều này đã trở thành một lợi thế của CSGO so với những đối thủ cùng thể loại, Call of Duty, Battlefield hay phần nào đó là Rainbow Six, mặc dù vẫn có những khác biệt nhất định về gameplay, tuy nhiên, có một bất lợi không thể chối cãi, đó là chúng chỉ phù hợp với một bộ phận game thủ nhất định, có khả năng đầu tư về máy móc, công cụ. Khi mấy tựa game này tuy đẹp thì đẹp vờ lờ, nhưng đều là những sát thủ phần cứng khét tiếng. Đây là một bài học mà có lẽ Riot Games đã học hỏi được từ Valve và áp dụng nó cho Valorant. Đương nhiên, kể đến sau luôn luôn có những sự ưu việt nào đó và trong trường hợp của Valorant thì nỗ lực cân bằng giữa hai yếu tố gameplay và cấu hình game là rất đáng ghi nhận. Cụ thể, về mặt gameplay, người thầy của Riot lần này còn có cả một tên tuổi lớn khác mà chắc chắn anh em đã đều đoán ra rồi, Blizzard Entertainment, hay chính xác hơn phải đọc là Activision Blizzard. Quả nhiên xem những clip gameplay của Valorant, người ta không khỏi nghĩ tới Overwatch. Nhưng từ từ đã nào, việc kết hợp giữa game bắn súng với RPG có nghĩa là ở đó, nhân vật trong các tựa game FPS sẽ có những bộ skill riêng với nhiều năng lực hỗ trợ combat vốn không phải là do Blizzard khai sáng ra. Mà nhắc đến phong cách này, chúng ta lại phải nói đến Lord Gaben với đứa con Team Fortress 2. Ra đời từ năm 2007,
Team Fortress 2 thời bấy giờ cũng tạo được những cơn sốt trong cộng đồng gaming thế giới với cách chơi đầy mới lạ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mặc dù chẳng cần đến một thông báo chính thức từ Valve thì người ta cũng ngầm hiểu rằng Team Fortress 2 đã dead thật rồi. Vậy lý do gì khiến cho một tựa game hay lại chết dần chết mòn như thế? Và vì sao CSGO hay Dota 2 với tuổi đời cũng không quá ít ỏi hơn vẫn có thể sống tương đối ổn sau từng ấy năm mà Team Fortress 2 lại không? Câu trả lời đó chính là eSports. TF2 mãi mãi chỉ dừng lại ở mức độ của một trò chơi mà chưa vươn tầm lên trở thành một bộ môn eSports chuyên nghiệp. Tựa game này, như đa phần các trò chơi khác của Valve, đều chỉ tập trung chú trọng vào gameplay mà bỏ ngỏ đi rất nhiều yếu tố background vốn dĩ rất cần phải có, câu chuyện hơi hợt, cá tính nhân vật mờ nhạt và đương nhiên, marketing thiếu hiệu quả là những vấn đề mà gần như mọi game của Valve đều vấp phải, Team Fortress 2 cũng không phải là một ngoại lệ. Và nếu đã như thế thì lối thoát khả dĩ duy nhất đó là phải xây dựng được một nền eSports chuyên nghiệp để duy trì cộng đồng. Nếu không thì không sớm thì muộn, người chơi sẽ cảm thấy chán ngán và từ bỏ. Và trong câu chuyện này thì các fan của Dota 2 nên cảm thấy may mắn đi vì Dota 2 chính là tựa game mà Valve đã và đang nghiêm túc nhất trong việc vun đắp và phát triển hệ thống competitive rồi. CSGO và đặc biệt là TF2 không may mắn nhận được sự quan tâm đó. Với trường hợp của CSGO, có thể nói tựa game này tồn tại và phát triển được cho đến ngày nay một phần lớn dựa vào những sức hấp dẫn tự thân của nó. Valve cập nhật cho CSGO hết sức cầm chừng, thậm chí còn gần như bàn giao lại toàn bộ nền competitive cho các bên thứ ba tự dàn xếp và tổ chức. Nhưng sự cơ bản của trò chơi này lại đem đến cho nó một lợi thế tuyệt vời mà rất ít bộ môn eSports có thể có được. Người ta có thể dễ dàng tiếp thu một trận đấu CSGO mà không cần quá quan tâm về luật chơi hay chiến thuật. Tương tự, GoPro trong CSGO thì rất khó, nhưng để tiếp cận với trò chơi này thì lại không hề phức tạp một chút nào. Vào game, mua súng, việc tối thiểu bạn cần làm là nhắm tâm cho thật chuẩn. Chỉ vậy xem như là đã đủ để tận hưởng một game đấu rồi. Sự tối giản của CSGO đã được vào giữ vững như những gì khởi nguyên của trò chơi này, vốn là một custom map của Half-Life. Không màu mè, hoa mỹ và lược bỏ tất cả các yếu tố bên lề để CSGO trở thành một tựa game competitive và chỉ competitive. Kết quả là cho đến thời điểm hiện tại, có thể đánh giá rằng không phải Dota 2 mà chính là CSGO mới là bộ môn eSports phát triển bền vững nhất của Valve. Vậy thì nếu như CSGO đã thành công với một chất lý đơn giản như thế, thì tại sao Riot lại không đưa Valorant đi theo con đường đó mà lại theo đuổi một phong cách gần như đã thất bại là Team Fortress? Và đây mới là lúc chúng ta quay trở lại với câu chuyện về hãng B và game O. Tháng 10 năm 2015, Blizzard công bố tựa game mới của mình mang cái tên Overwatch qua một chiến dịch truyền thông rầm rộ quy mô toàn cầu. Mặc kệ rằng có người ngờ ngợ, hình như dạo trước mình chơi tướng này bên Team Fortress rồi thì phải. Thì vào thời điểm đó, không chỉ giới gaming mà thậm chí ngành giải trí nói chung còn choáng ngợp trước một thứ biểu tượng văn hóa mới mang màu sắc viễn tưởng và phong cách trẻ trung thời thượng. Nhưng chỉ sau đó một thời gian ngắn, mặc dù theo như những gì mà Blizzard tuyên bố rằng Overwatch càng ngày càng phá thêm nhiều kỷ lục về số giờ chơi, số người chơi thì không quá khó để người ta nhận ra quả bom tấn mang tên Overwatch đang giảm nhiệt trầm trọng, ít nhất là trên khía cạnh truyền thông. Nguyên nhân của tình trạng này thì cũng lại rõ như ban ngày, bởi đó đều là hai lý do đã quá quen thuộc trong giới làm game. Thứ nhất là do game này phải mất tiền mua, thậm chí còn với mức giá không hề rẻ. Và thứ hai là cấu hình yêu cầu cao. Nói đơn giản, cấu hình để bạn có thể chơi Max Setting Valorant mà chúng tôi có nói đến vài phút trước chỉ là cấu hình ở mức đề xuất của Overwatch mà thôi. Vậy nên chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi mà cộng đồng của Overwatch gần như thu hẹp lại, hướng vào những người chơi mà về cơ bản là có điều kiện một chút, hay nói nôm na là có phần hardcore, chứ không phải là lớp game thủ đại chúng. Và một nhát búa cuối cùng cũng đã được Blizzard giáng xuống. Một động thái mà vô hình chung đã đóng lại cánh cửa đưa Overwatch trở thành một tựa game dẫn đầu toàn cầu, đó chính là Overwatch League. Giải đấu chính quy ở cấp độ cao nhất của Overwatch với mô hình nhượng quyền thương mại franchise xin được khẳng định rằng vẫn là một trong những hệ thống eSports quy mô nhất, tiến bộ nhất và chuyên nghiệp nhất mà ngành thể thao điện tử từng chứng kiến. Tham vọng của Blizzard là thành lập ra một giải đấu NBA dành cho Overwatch và thậm chí còn trên phạm vi toàn cầu. Và cho đến thời điểm này, Overwatch League đang bước vào mùa giải thứ 3 và nếu chỉ nhìn nhận về các con số thì nó vẫn đang vận hành rất ổn. Số đội tham gia tăng lên, quy mô càng ngày càng được toàn cầu hóa và production value cũng ngày càng hoành tráng. Nhưng đằng sau lớp hào quang đó lại là những vấn đề không hề nhỏ. Theo như nguồn tin được cung cấp bởi ESPN thì giống như cách thức mà các giải bóng rổ hay bóng bầu dục nhà nghề Mỹ vẫn vận hành bấy lâu, một team muốn được tham gia vào Overwatch League thì trước hết phải mua slot. Và cái giá cho slot của Overwatch League đang tăng chóng mặt từ 20 triệu đô trong mùa giải đầu tiên, nay đã lên đến 60 triệu đô
tương đương 1,3 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Con số này tăng lên bảo là do giải đấu này càng ngày càng có giá trị thì cũng đúng thôi, nhưng nó lại dấy lên một mối lo không hề nhỏ, đó là nguy cơ về một thứ bong bóng đầu tư ở một lĩnh vực quá mới như eSports có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào. Một nghi vấn cho nhiều người đó là rõ ràng so với những tựa game eSports đang dẫn đầu hiện nay như League of Legends, Dota 2 hay CSGO thì xét cả playership lẫn viewership, Overwatch vẫn chưa thể sánh được. Vậy dòng tiền khổng lồ đang ầm ầm đổ vào giải đấu chuyên nghiệp ấy có thực sự đáng tin hay không? Câu trả lời thì có lẽ những kẻ phàm nhân như chúng ta không đủ trình để biết, hay cứ nhìn vào danh sách những ông bầu đứng đằng sau các team của giải thì hiểu, không cần phải dạy cho họ hay cho Activision Blizzard biết cách kiếm tiền như thế nào. Vậy thì cứ tạm gác lại câu chuyện đó đi, trước mắt chỉ biết rằng với một cái giá càng ngày càng hoang đường thì Overwatch đang dần dần tự tách mình ra khỏi dòng chảy của eSports toàn cầu. Hàng loạt những tổ chức gaming đình đám trên thế giới mà vốn đã tạo ra được thương hiệu cho lòng khán giả đã quyết định đứng ngoài cuộc chơi mà Blizzard đưa ra. Tương tự, phần đông khán giả đại chúng khi nghe đến Overwatch League như một câu chuyện cổ tích đầy xa lạ, sự tò mò sẽ đưa họ tìm đến xem một vài game đấu, nhưng thông thường thì cũng chỉ sau một vài game đó thôi, lối chơi chóng mặt của Overwatch lại còn là ở đẳng cấp cao sẽ khiến những kẻ hiếu kỳ hoặc là nhăn mặt bỏ đi, hoặc tệ hơn là ôm miệng chạy vào toilet để cân bằng đầu óc. Tình trạng đó của Overwatch chắc chắn Riot Games không muốn lặp lại đối với Valorant, nhất là khi với kinh nghiệm của mình, họ đã có những chung kết thế giới của League of Legends. Theo như ghi nhận từ năm ngoái thì tựa game MOBA này cũng là bộ môn eSports được theo dõi nhiều nhất trên thế giới với tổng cộng 478 triệu giờ, gần gấp đôi những kẻ theo sau là CSGO và Dota 2, một con số thực sự khủng khiếp. Và Riot Games hoàn toàn có thể lập lại thành tích đó đối với Valorant bởi họ đã rút ra được những khuyết điểm của Overwatch và điều chỉnh ngay từ những bước đầu. Nay Valorant cực kỳ dễ để chơi và nói thẳng luôn là free to play cho đỡ lằng nhằng. Gameplay của nó thì có thể đánh giá là chậm rãi hơn và thân thiện với người xem hơn hẳn. Nhưng Valorant cũng không tối giản như CSGO của Valve, bởi Riot Games đã nhìn ra tiềm năng khủng khiếp ở thứ thể loại FPS phá cách như Overwatch. Chấn động mà Overwatch đã gây ra khi xuất hiện và những ảnh hưởng văn hóa của nó tới giới gaming còn tới tận thời điểm này là điều mà chắc chắn Riot Games muốn Valorant có được. Họ biết rằng dù trường tồn và dai dẳng đấy, nhưng FPS đơn thuần đã quá cũ kỹ rồi. Đương nhiên vẫn có những người chơi tìm đến những gì quen thuộc, nhưng sẽ có không ít kẻ tìm đến những điều mới lạ. Và với một chút cốt truyện, một chút cá tính hóa, một chút marketing thì việc Valorant đem lại hàng tấn tiền cho Riot Games từ tập khách hàng này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nói đến đây chắc chúng ta cũng phần nào liệt kê ra được công thức thành công mà Riot Games đang áp dụng. Một câu đơn giản thế này, rút ra bài học từ những người đi trước. Xin chớ vội vã đánh giá điều gì, bởi đây là một kỹ năng mà không phải ai cũng có được. Người ta sẽ căm ghét Riot Games rất nhiều bởi theo họ, những gã này chỉ giỏi sao chép và trộm cắp, chiêu trò bẩn. Ừ thì cứ cho là Riot đã học hỏi mỗi thứ một tí đi, nhưng việc rút ra bài học còn bao gồm cả một khía cạnh khác, đó là nhìn nhận cái sai và tránh đi vào vết xe đổ của kẻ đi trước. Riot đã làm việc này cực tốt, ngược lại đây lại là thứ mà những đối thủ của họ đôi khi không sao có thể làm nổi. Hãy nhìn cái cách mà Gabriel Newell hùng hồn tuyên bố về một nền kinh tế in-game cân bằng, tối ưu và chân chính ra sao trong buổi họp báo về Artifact. Hãy xem cái cách mà Blizzard tự tin ra sao khi quảng cáo về một Warcraft 3 Reforged, hay trước đó là về một Diablo Immortals chơi trên mobile. Và hãy thử xem lại tất cả những gì mà nãy giờ chúng tôi nói rông dài về cách mà CSGO được phát triển ra sao hay Overwatch được vận hành như thế nào. Nói nhiều thế để làm gì khi chỉ đưa đến một kết luận mà có lẽ ai cũng đã biết. Hãy thử nhìn lại và các bạn sẽ thấy sai lầm lớn nhất mà những Valve hay Blizzard mắc phải trong suốt những năm qua. Cả hai cái tên kể trên đều được liệt vào những nhà phát triển game đẳng cấp nhất trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây, không phải bởi vì doanh thu khủng khiếp mà bởi vì chất lượng của những sản phẩm mà họ làm ra. Cả Valve lẫn Blizzard đều từng được cộng đồng gọi bằng danh hiệu hãng không biết làm game dở. Mọi trò chơi mà họ tung ra, dù với cách này hay cách khác, đều thành công và thậm chí đi vào lịch sử của cả ngành công nghiệp game. Half-Life, Portal, Left 4 Dead, Warcraft, Starcraft, Diablo đều đã trở thành những thương hiệu định hình nên tư duy chơi game của hàng triệu người. Và như một thói quen, Valve và Blizzard vẫn cố gắng trở thành một hình tượng như thế, một thứ tượng đài của chất lượng. Họ vẫn muốn những sản phẩm của mình không chỉ là một trò chơi hay ho, mà còn phải là một khuôn mẫu cho cả một thể loại của nó. Đó là vì sao Valve là một CSGO tối giản cách chơi và tối đa hóa competitive. Đó là vì sao Blizzard đầu tư chiều sâu cho Overwatch và đẩy nhanh nhịp độ game để nó thoát ra khỏi cái bóng của Team Fortress, cũng như đầy tự tin cho Overwatch chơi một mình một sân. Nhưng thất bại ê chề của Artifact
Chơi chết thay lại đến từ chính định hướng sai lầm về một nền kinh tế in-game của nó. Không ai muốn chơi một các game mà thẻ bài được mua bằng tiền thật. Và người ta đã chỉ trích Blizzard thậm tệ vì cái cách họ cố moi tiền từ các fan của thương hiệu Warcraft bằng một bản làm mới đầy cầu thả, y như cái cách mà họ đã làm với cộng đồng fan Diablo trước đó. Ai mà quên được câu hỏi ngớ ngẩn, bạn không có smartphone à? Đấy chứ. Tất cả những sai lầm đó đều đến từ một thực trạng mà cả hai hãng đều mắc phải. Nói một cách tích cực thì là trung thành với bản sắc, nói nặng hơn thì là bảo thủ. Còn nếu muốn mắng thì hãy cứ gọi đó là ăn mày dĩ vãng. Valve và Blizzard cuối cùng đã cho ra lò những sản phẩm thất bại. Huyền thoại về những hãng game đánh đâu thắng đấy đã không còn nữa. Không biết họ đã nhận ra hay chưa, nhưng thế giới không còn xoay quanh họ nữa rồi. Thời thế bây giờ thuộc về những kẻ thức thời hơn và khôn ngoan hơn. So với Valve hay Blizzard, Riot có tuổi đời hết sức non trẻ. Hai nhà lãnh đạo của nó đều ở lứa 7X, 8X có thể xem là vẫn còn rất trẻ trung cho chiếc ghế lãnh đạo của một trong những hãng game hàng đầu thế giới. Nhưng rõ ràng tuổi tác không phải là vấn đề, mà có lẽ chính tuổi trẻ lại đang có lợi thế trong một ngành công nghiệp vô cùng trẻ như eSports, hay nói rộng ra là cả công nghiệp gaming. Thời đại mà chỉ một hai cái tên tạo ra khuôn mẫu, tạo ra quy chuẩn đã khép lại. Thay vào đó, trong thế giới phẳng và công nghệ 4.0, kẻ nào nắm giữ được đám đông, kẻ đó sẽ chiến thắng. Ít ra thì ở mặt trận thương mại là như vậy. Và đám đông thì thích những thứ vừa đủ dễ để chơi, vừa đủ khó để show off kỹ năng, vừa đủ tiện để chơi nhẹ nhàng thư giãn, vừa đủ căng thẳng kịch tính để xem giải. Bạn biết chúng tôi đang nói đến tựa game nào rồi đấy. Nhưng rốt cuộc thì ai chẳng phải ra đi và ai mà chẳng có tham vọng. Cứ trách Valve và Blizzard, nhưng những tư duy tiêu cực kia của họ chính là đến từ niềm kiêu hãnh của những ông lớn, được không chỉ các fan mà còn là cả người trong giới đều công nhận. Riot Games nếu thiếu đi điều gì đó ở thời điểm này thì chính là sự công nhận đó. Hiện tại thì gia tài của họ vẫn chỉ gói gọn trong ba chữ League of Legends. Những Teamfight Tactics hay Legion of Runeterra nói thẳng đều là những sản phẩm ăn theo thương hiệu League of Legends mà thôi. Nhưng với Valorant câu chuyện đã khác. Những tưởng Project A chỉ là một sản phẩm kỷ niệm 10 năm cho League of Legends và đơn thuần là người ta sẽ được điều khiển những Yasuo, Thresh hay Nami theo góc nhìn thứ nhất thì không. Riot Games tuyên bố Valorant là một vũ trụ game hoàn toàn tách biệt, hứa hẹn đầu tư công phu không kém gì những gì mà League of Legends có được trong suốt những năm qua. Vậy thì hãy chờ xem công thức của Riot Games có một lần nữa thành công với Valorant hay không, và bước chuyển mình có tính cách mạng này sẽ được hãng đỏ cất bước ra sao. Nhưng chỉ biết rằng mùa hè này làng game sẽ lại một lần nữa dậy sóng khi Riot Games cho ra đời đứa con không chỉ của họ mà còn là đại diện cho cả một thời đại mới. Ok, vậy là số thứ 7 của series Góc nhìn 23 cũng đã kết thúc. Có vẻ anh em sẽ thấy hơi lạ là tại sao hôm nay mấy ông 23 lại đem cả chuyện game X, chuyện game Y rồi hãng R ra để bàn luận, nói chuyện. Nhưng có lẽ là ngay từ đầu thì bọn mình cũng đã thể hiện một cái quan điểm với anh em là series Góc nhìn 23 sẽ không chỉ đưa ra những góc nhìn về bộ môn Dota 2 nói chung, mà bọn mình sẽ cố gắng để có thể đưa ra góc nhìn cho tất cả những cái tựa game khác của thế giới gaming hay là thế giới eSports. Có thể là góc nhìn của bọn mình trong clip này hoặc là trong những clip khác nữa là chưa thấu đáo hay là có sai lầm ở đâu đó thì anh em cũng hoàn toàn có thể góp ý. Mỗi người có một quan điểm riêng đúng không? Vậy thì anh em cũng đừng ngần ngại là sau khi xem xong mỗi video Góc nhìn 23 hãy để lại comment ở phía bên dưới cho bọn mình nhá. Còn nếu như cảm thấy không tốn hơn 15-20 phút xem những cái video này thì hãy bấm cho bọn mình một nút like. Và đừng quên, nếu như các bạn lần đầu đến với kênh 23 Creative thì hãy bấm đăng ký và bấm nút chuông thông báo để nhận thông báo về tất cả những sản phẩm mới nhất của kênh 23. Còn bây giờ, xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. See ya!